Ga Hòa Đa thuộc xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên những ngày tháng 10 năm 2021 là nơi dừng chân của hàng ngàn con người trên đường Thiên Lý Nam Bắc để về quê chạy dịch Covid-19. Để hành trình của người dân trở về quê bớt gian nan, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cùng chính quyền các cấp, các cơ quan đoàn thể và người dân Phú Yên đã đồng hành hỗ trợ lương thực, nước uống, áo mưa và xăng, tiếp sức cho họ trở về quê an toàn. Trong dòng người với hàng ngàn xe máy ấy, bỗng xuất hiện một người đàn ông đi xe đạp. Vẻ bề ngoài già hơn tuổi 42, anh Lê Văn Ba, quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã vượt hàng trăm cây số đi từ Ninh Thuận về tới Phú Yên bằng cách đi bộ và đạp xe. Đôi chân có vẻ đã mỏi mệt, hành trình về Thanh Hóa thì còn rất xa. Theo lời kể thì anh và con trai lớn là công nhân hàng tàu biển ở Ninh Thuận. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, giá vé xe quá cao nên anh nhường con trai anh về quê trước. Còn anh Ba vẫn bám trụ lại Ninh Thuận, chờ dịch qua để làm việc kiếm vài đồng rồi mới trở về. Thế nhưng ngày 8 tháng 10 năm 2021, anh Ba nhận tin cậu con trai 3 tuổi tái phát bệnh viêm phổi, nhập viện điều trị. Lúc này anh quyết định đi bộ về quê. Anh Ba xuất phát từ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm với hành trang là mấy bộ quần áo cùng nước uống, bánh ngọt. Sau khi đi bộ liên tục hơn 70 km, anh Ba ghé xin nghỉ chân tại một nhà thờ bên đường vào lúc chiều tối. Ở đây, anh được cha xứ hỏi thăm và biết được hoàn cảnh, quyết tâm của anh. Cha xứ đã tặng cho anh một chiếc xe đạp cùng ít lộ phí để anh tiếp tục cuộc hành trình. Thầy bảo là dừng chân để nghỉ. Thì nghỉ xong là thầy cho tiền lộ phí và thầy cho cái xe để lấy phương tiện đi lại. Thì thầy bảo nếu ví dụ như con không có xe thì con đi bộ đây về Bắc khoảng bao lâu? Thì con nói là tầm khoảng 15 ngày, 15 đêm gì đó thầy. Thế là thầy cho như vậy thì em cũng... Đấy, em đi nghỉ chân xong rồi em đi. Từ Ninh Thuận mình anh ra Tám Phương đây là ta điểm đây là bao nhiêu mấy ngày? Hai ngày một đêm. Gọi là đi không nghỉ. Anh Ba đạp xe ròng rã suốt một ngày đêm vượt quãng đường khoảng 200 km thì đến đèo Cả, địa phận tỉnh Khánh Hòa. Trên đường đi, lúc thì mưa, lúc thì nắng nên khiến chân tay bị đau nhức, co rút và sưng phù. Thế nhưng anh đã cố gắng chịu đau để vượt đèo Cả, rồi đạp xe đến điểm dừng chân ở ga Hòa Đa lúc trời đã gần tối. Thấy hoàn cảnh của anh khó khăn, mọi người hỏi thăm, kêu gọi sự giúp đỡ. Một số doanh nghiệp và người dân ở Phú Yên đã tặng anh một xe máy, hỗ trợ thêm 13,3 triệu đồng để anh Ba trở về quê nhanh chóng và an toàn. Tôi chứng kiến rất là nhiều. Có những hoàn cảnh là người ta đi xe đạp có, đi bộ có. Có những gia đình thì chỗ một lúc 3 người con còn rất là nhỏ đi trên một chiếc xe máy, tổng trên xe là 5 người. Có gia đình thì dùng xe lôi thiết kế thành khu vị trí nằm nghỉ cho con và vợ. Cơ động từ miền Nam ra. Từ khi thành lập, mỗi ngày trạm dừng chân ga Hòa Đa tiếp nhận và hỗ trợ cho khoảng hơn 1.000 công dân từ các nơi đi qua địa phận Phú Yên. Tại đây bà con được ăn uống nghỉ ngơi, tặng áo mưa, thực phẩm, nước uống và đổ xăng miễn phí trước khi tiếp tục hành trình về quê. Những hành trình hồi hương như của anh Lê Văn Ba cũng nhờ có tình nghĩa đồng bào mà bớt thêm chút nhọc nhằn.